sửa chữa những cái đồ linh tinh. Nấu ăn nhược điểm của em thì em hơi làm biếng. Hay làm lặt vặt mà nhược điểm làm biếng vậy thôi khỏi làm luôn rồi. 12 giờ đêm về tới nhà mà kêu người ta tươi vui. Mình cứ tươi vui để cho vào nhà đã rồi. Còn lâu. Đúng rồi. Hay. Hãy bắt tay coi. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Trần Bá Tuấn, em hiện nhà ở Hà Nội và hiện tại đang làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em 31 tuổi. 31 tuổi. Em làm ở trong công ty logistics, làm về container ấy. Nhưng nhiệm vụ cụ thể là làm gì? Em chủ yếu là giám định container. À. Đấy. Mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả, bạn trai bên cạnh. Em tên là Bùi Thị Diễm, làm việc sinh sống tại Bình Dương. Em đến từ Quảng Ngãi và em 27 tuổi ạ. Hiện em đang làm công việc gì? Kế toán ạ. Trước tiên là một người thành phố Hồ Chí Minh, người Bình Dương thì không biết là bạn trai có ngại đường xá xa xôi gì không ha? Không, em ở quận 9 thì qua Bình Dương chắc cũng gần đúng đấy. Không? Vâng. Rồi, mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Điểm mạnh của em đó là một gái bao dung, vị tha, hiền, dễ chịu, khá uy tín, được mọi người tin tưởng. Khá là có những lúc cũng không có uy tín. Dạ không, không. Mình dùng từ uy tín thôi, là người mình bỏ uy tín khá đi. Dạ đúng rồi. Rồi, gì nữa em? Về nhược điểm của em thì em là một người hay áp đặt những cái việc mà bản thân mình không thích nhưng mà áp đặt cho bản thân mình làm. Ví dụ như là lúc trước em đi học đại học á, em ở ký túc xá với bạn em, khuya rồi bạn đó đi học bài. Đó, em buồn ngủ lắm rồi, em muốn là mình đi ngủ thôi, không muốn học bài nổi nữa. Nhưng mà em thấy bạn bên cạnh là người ta học bài, thôi mình vẫn cố gắng. Mà kêu không thích học bài. Tới lúc mà bạn á ngủ hồi nào mình cũng không hay luôn. Mình kêu ôi may quá, may mà là bạn ngủ rồi mình mới được phép là đi ngủ. Đó. Và bây giờ cũng vậy, trong công việc cũng vậy. Hay phục người giỏi, em thấy người ta làm giỏi lắm, lại bản thân em cái cố gắng làm thử như cái thế nào. Cái đó là tốt chứ, cái đó sao gọi là yếu điểm, cái đó là phải là ưu thế của mình chứ. Nhưng mà nhiều khi gây cho bản thân mệt. Mệt đó. Một hồi em thích thì em nói thích nha, đừng không thích em đừng áp đặt em bấm nha. Bạn trai thì sao? Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em khá hòa đồng. Nói chung em đi đến đâu cũng có thể là làm quen và chơi thân được cả mọi người, sửa chữa những cái đồ linh tinh, nấu ăn hay là làm gì em làm được hết. Còn nhược điểm của em thì em hơi làm biếng, đôi khi là những cái ưu điểm không phát huy được. Hay làm lặt vặt mà nhược điểm làm biếng vậy thôi khỏi làm luôn rồi. Cái gì cũng biết làm mà làm biếng, không làm thì cũng như không. Lúc nào có động lực thì mình làm rất là tốt. Cô gái bên kia sẽ làm động lực cho bạn. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Từ hồi cấp 3, còn sau đấy thì cũng dăm mối tình nhưng mà... Nhiêu? Dăm mối tình là bao nhiêu? Khoảng 5 đến 7. Ôi trời mà... Em mà kêu bằng dăm. Nhưng mà toàn là thường là mối tình tầm 2-3 tháng thì... Không có mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ không. Rồi sao yêu nhanh quá vậy, rồi chia tay nhanh quá vậy? Em chắc tính em hơi ham chơi và vô tâm. Hết rồi. Bây giờ có tâm chưa? Có tâm rồi. Ráng gom gom cái tâm vô nha. Chứ nói thiệt, phụ nữ rất là ghét đàn ông vô tâm. Kiếm hoài không có người đàn ông nào có tâm mới ế luôn tới giờ đó. Lo lắng cho bạn gái, chăm bây sóc quan tâm. Bây giờ ta nói ta có tâm lại rồi đó. Bây giờ có tâm rồi chị ơi. Mới nói miệng hả? Tôi đâu có tin nào, ông làm biếng lắm. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Từ trước giờ thì có 3 đến 4 đối tượng tìm hiểu em. Dâm luôn. Tìm hiểu em thôi, còn về tình yêu á thì em chưa có yêu ai hết. Từ hồi đó đến giờ luôn á. Dạ đúng rồi. Em rất là kỹ tính, tính nhưng mà em rất là dễ tính. Đó. Rất là kỹ tính, rất là dễ tính. Ví dụ như thế này nè, sao nó rối quá. Em nói là một cái việc đó em sẽ không nói cho bạn em nghe. Đó. Nhưng mà chạp nói chuyện á, bạn hỏi em cũng nói à, đó là dễ tính. Hoặc là ví dụ như là cái đó là dễ tính gì, cái đó nhiều chuyện chứ. Không, mình kể chuyện cũng chuyện quan trọng mà mình không kể, người ta hỏi mình kể là mình nhiều chuyện chứ. Rồi, bây giờ nói tóm gọn lại là chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ, đúng rồi. Chúc mừng bạn trai. Sao được không, nghe bạn gái bệnh thấy được không? Được, diệt luôn. À, diệt không? Vâng. Rồi, mẫu người bạn gái của em cần tìm là như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thì không thể quá gầy. Nếu mà ngoại hình nhìn dễ thương chút, cao cỡ 55 đến 65 là được rồi. Đấy, mặt nhìn phúc hậu một chút mà giống chị Như Quỳnh. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Thì em không thích mà bạn gái mà có tính hay càm làm ấy. Ví dụ là mình mà đi đâu về mà vừa nhìn thấy mặt mà. Bây giờ anh đi đâu mấy giờ anh về. Kiểu kém
về cười tươi vui thì mình cảm giác là thoải mái hơn. Đúng rồi, về cười tươi vui ôm hôn này kia chứ. Đấy, à mà. Về cái càm ràm khó chịu chứ. Đó, mình tôi cũng thân thích tính càm ràm đó. Đi làm là 5 giờ chiều về thì 6 giờ về tới nhà thì người ta tươi vui. Còn mà 12 giờ đêm về tới nhà mà kêu người ta tươi vui. Mình cứ tươi vui để cho vào nhà đã thôi. Còn lâu. Đúng rồi. Hay. Ê, bắt tay coi. Cái này là càm ràm thì người ta đi luôn thì sao ạ? Chính xác, em đã nói hộ nhiều người. Cứ cười tươi vui cho ta vào nhà đi. Vô nhà đóng cửa lại rồi quỳ gối sao đúng không? Trời ơi. Cười tươi vui ta vào nhà đi ha. Tắm rửa ta ăn cơm xong đi ha. Xong ta ngủ tới sáng đi. Rồi hẳn càm còn ra. Lâu á, có vụ ngủ tới sáng đi nữa. Đi 12 giờ đêm về ở ngoài luôn đi. Mình cảm thấy mình cơ hội đủ được bao nhiêu phần trăm? Khoảng cỡ 60%. À, vậy là cũng một dấu hiệu đáng mừng rồi. Rồi vậy mẫu người bạn trai em cần tìm là như thế nào? Nhìn ngoại hình cao 1m65 trở lên là tối bên thiểu. Bên đây cao có 1m55 thôi. Thông báo. Nặng thì cũng tối thiểu là 65kg. Trung thực trong tình yêu, tôn trọng bạn gái. Em thích một người đàn ông thông minh, ăn mặc phải chỉnh chu, sạch sẽ vậy thôi. Em hình dung ảnh đang mặc cái gì ở bển? Thì con trai thì chỉ có quần riêng hoặc quần tây, áo sơ mi hoặc áo thun. Đó như không. Tuổi tác em có quan trọng gì không? Dạ em thích người sinh năm 86. Em 8 mấy? Em 86 luôn. Trời ngon lành. Sinh năm 86 luôn hả? Dạ vâng ạ. Cao dữ nha, tôi đứng lên coi coi coi. Cao nhiêu? Dạ em... Mày chắc mét 9 quá. Chắc mét 10 mấy. Mấy mấy, tại vì chắc thiếu ăn chút phải không? Dạ. Không có người nuôi đúng không? Ủa sao có 7 mấy vậy em? Dạ, mấy à, tại vì... 7-8 gì đấy. Nè, chân nó chút xíu à. Nhìn như nó cao thì thôi, ngồi xuống đi cơ được rồi. Trời ơi, xương không nhỏ. Cấm sờ vào hiện vật. Đi có sức khỏe không? Có thì công việc của em thì cũng có yêu cầu chút sức khỏe đấy. Nhiều khi mình leo trèo lên container mình kiểm tra ấy. À, bây giờ mình lấy vợ về là mình ở đâu em? Hiện tại nếu ở container. Ở trong quận 9 này mà thuê phòng trọ. Không thì nếu mà tế mà lâu dài mà như nào đấy thì quay về nhà ngoài Hà Nội. Ở tại Hà Nội luôn em hả? Vâng, ở Hà Nội luôn ạ. Ở quận nào? Em ở quận Hoàng Mai. Ủa có nhậu nhẹt hút thuốc gì không mà ốm vậy? Dạ không hút thuốc. Căn bản là em ăn thì hay kiểu cái sống của mình ăn uống thất thường lắm. Nhiều khi ăn bánh xong lại không ăn cơm. Trời đất, vậy sao có sức khỏe làm việc? Thôi được rồi, tôi gán thôi, tôi kiếm cô này về để coi biết nấu ăn không đó chứ. Làm dâu được không em? Em thích những người mà ý chí tiến thủ và em muốn lập nghiệp ở Sài Gòn. Còn chuyện làm dâu hay không á thì em không quan trọng điều đó. Hà Nội ngon lắm, hỏi anh Linh coi. Hỏi anh Linh kìa, anh qua kìa. Ủa? Em chào anh Linh ạ. Anh lặng lẽ đứng ngắm nhìn bên đàn gái thế nào để anh thông báo cho đàn trai. Dạ. Cổ ngại ra Hà Nội. Đâu có gì ngại, Hà Nội giờ phát triển mạnh lắm em, thủ đô trái tim của Việt Nam mà. Nhưng mà em muốn biết được người đó ý tưởng là lập nghiệp ở Sài Gòn hay là sau ta này tính sau. Ta có lập nghiệp ta mới vô đây người ta làm ăn đó em. Dạ. Có ý chí đó. Dạ. Thôi thấy cũng được á. Yêu cầu gì đàn trai không? Không có được làm biếng. Ưu điểm mới làm biếng đó. Có động lực là người ta làm mà. Anh thấy cũng hợp lý đó. Chịu ảnh là về phải chăm ảnh đó nha. Ảnh hơi ốm chút. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với anh họ. Dạ chào anh. Xin chào chương trình. Thì qua chương trình tôi thấy chương trình cũng rất là tinh tế khi chọn ra một cái cặp đôi cũng có nhiều rất là nhiều tương đồng. Ngay cả Diễm ở Bình Dương nhưng thật ra là ở ngay quận 9 gần Suối Tiên thì thật ra là cũng rất là gần Bình Dương. Thì qua nhận xét thì tôi thấy anh bạn trai là khá dễ thương, hiền hậu, rất là tương đồng với bạn nữ. Còn về phía Diễm á, thì thật sự á, là từ nhỏ tới lớn là Diễm rất là dễ thương và chính trực. Thông qua chương trình tôi cũng tin tưởng lần này hai bạn sẽ có một cái cơ hội và một cái cơ duyên để gặp nhau và tiến xa hơn nữa. Xin cảm ơn. À, cảm ơn anh. Còn Tuấn đi với ai Tuấn? Em đi với bạn thân và bạn đồng nghiệp làm cùng công ty. Chà, bạn thân với em khác xa nhau ha. Trời giật vậy đó. Vâng, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Duy, vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp của Tuấn ạ. Em gái, anh xin đính chính một chút. Tuấn bạn anh ấy là vừa đây nó nói với em là trải qua 5-7 mối tình ấy, thời điểm mà anh biết nó đến giờ ấy là nếu mà nói là bạn gái thì có, chứ còn người yêu thì anh chưa thấy đâu. Thì cái đấy thật sự nó không gọi là mối tình, nó chỉ gọi là tìm hiểu nhau chút xíu thôi. Thì anh hy vọng em là động lực để cho nó làm những cái việc mà nó đắn đo cứ làm hay không làm. Đấy, anh xin hết. Cảm ơn anh trai. Rồi, bây giờ kéo màn lên nha. Mời Tuấn. Gặp mặt anh thì có tặng quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Đôi khi kéo màn lên thì anh nói chung là có
nhìn em gần gũi những gì anh tưởng tượng, nhìn là khá dễ thương. Đấy thì em chắc là cũng hiền lành, trầm tính. Còn em thấy anh so với trí tưởng tượng của em thế nào? Trước tiên là em sơ về ngoại hình đó là em thấy ổn, ăn mặc còn khang sạch sẽ. Ổn là thích rồi. Em bảo là Bình Dương mà như anh họ em nói là ở ngay Suối Tiên, tức là dạ, ở ngay quận Thủ Đức đúng không? Dạ, gần gần. À, anh thì anh làm ở ngay quận 9, ngay cầu Rạch Chiếc ấy, chắc là đi qua em gần ấy. Ok, không biết anh vào trong Sài Gòn được bao lâu ạ? Anh vào được hơn 1 năm, gần 2 năm. Anh muốn vào đây tìm kiếm cơ hội để lập nghiệp. Anh có định hướng gì cho tương lai sao này? Anh định hướng tương lai thì mình sẽ vào đây, mình trước mắt mình hiện tại mới năm đang làm đây, sau tương lai mình sẽ cố gắng phát triển và cố gắng trụ lại và phát triển sự nghiệp ở đây. Đấy thì mình cũng tính nước sau, mà trường hợp thất bại như nào đấy thì phải quay về. Nhưng mà nói chung là đấy là phòng hờ thôi. Dạ, phòng hờ thôi đúng không? Vẫn còn vẫn có chí hướng là lập nghiệp ở Sài Gòn đúng không? Mình chí hướng lập nghiệp ở Sài Gòn. Ví dụ như có một việc anh quyết định nó là như thế này, nhưng mà người yêu hoặc là vợ anh có một quyết định khác, thì lúc đó anh sẽ xử lý nó như nào? Lúc đó thì mình sẽ phải thảo luận. Bởi vì thường nếu mà anh quyết định thì thường anh thấy cái gì đúng thì mình quyết định. Nhưng mà nếu mà có người yêu có ý kiến khác ấy, thì mình sẽ thảo luận và tranh luận làm sao thì tìm ra cái phương án đúng nhất. Ok, dù sao anh cũng có cho một chút là suy nghĩ lắng nghe lại. Rồi. Nói thôi. Anh có ấn tượng gì về em không nữa? Hiện tại nhìn em là khá là dễ thương, xinh xắn, ấn tượng và nói chuyện. Anh cảm giác là nói chuyện rất là gần gũi. Đấy thì... có cái tài lẻ gì biểu diễn cho cổ coi một cái hát, đi. Hát bài tặng cô ấy đi. Ừ. Rồi, em hát một bài. Trôi qua bao nhiêu ngày tháng mong đợi con tim, con tim anh luôn mơ về hình bóng. Không hát, hát cái chung hơi đọc. Em tài lẻ nhưng mà em hát dở. À. Dạ vâng, cái bài này là em chế ra thì em hát. À rồi rồi, hát lại, anh tưởng là em đọc. Trôi qua bao nhiêu ngày tháng mong đợi con tim này luôn khát khao mơ về hình bóng của người con gái mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Người ơi, xin cho anh một cơ hội để anh chứng minh cho tình anh mình xây đắp tương lai ngày mai. Anh nguyện yêu mãi em trọn đời. Rất là có duyên ha. Lúc đầu anh cố gắng nghe nhưng mà sao đó cái lời ý, rất nghĩa. Là ý nghĩa. À, ý nghĩa mà có duyên đấy. Nói hay. Không, không hát hay. Hát hay. Em cảm nhận thấy sao em? Em cảm nhận thì thấy lạ. Cái câu cuối cùng, em đọc cái câu cuối cùng lớn lên. Anh nguyện luôn mãi yêu em trọn đời. Câu kết, câu kết. Hai người quyết định đi, suy nghĩ đi. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ở đây tới 2 là bạn trai đã bấm rồi. Bấm xong nhìn tay liền. Nhìn tay chi vậy? À, nắm, bây giờ nắm được luôn thì nắm. Đó, cứ đưa tới đưa lui vậy, nắm đi. Cảm giác yên bình. Dạ được, cái yên bình rất là quan trọng nha. Gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, cũng như là đánh đập á. Trời cái ơi, em cũng hơi sợ điều đó. Thấy thương không? Xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. À, bây giờ mình giới thiệu về mình xíu nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. À, dạ chào con. Mọi người và chào bạn nam bên kia. Con tên là Phan Võ Thu Nga. Con sinh năm 97, hiện con đang là học viên cao học ở trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, quê con ở Long An ạ. Rồi, mời chàng trai. Dạ, em tên là Hanh Dào, em đến từ Tiền Giang. Hôm nay em 23 tuổi. Rồi, ủa, em đang làm gì cưng? Dạ, em đang làm bác sĩ y chị. Cô giờ cô xách mấy con chó cũng không nhiều có lắm. Chút xíu phải lấy số điện thoại liền. À. Dạ. Nhà bị nhà 4 chó. Em gái có bên kia có nuôi thú cưng không? Dạ, ở nhà dưới quê con có nuôi một con chó nhưng mà nó mới mất. Nếu mà bạn trai có về nhà em thì có thể gửi cho em con mới. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, con cảm thấy ưu điểm của con là con rất là năng động, thích thể thao. Con có thể hát với lại rap. Xíu nha, xíu hát nha. Còn điểm yếu của con ấy thì con hay đản trí. Với lại con hay đề cao niềm yêu thích của bản thân á. Một khi con vui thích rồi con cũng ít nghĩ tới người khác nữa. Miễn mình thích là được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em là cứ như hòa đồng với mọi người. Vui vẻ. Nhược điểm của em là
cũng như hơi nhát gái một chút. Dạ. Còn trẻ mà nhát nhát. Dạ. Lớn xíu là nó quen hết có nhát à. Có mấy mối tình rồi? Dạ một, quen cũng được một năm, gần năm. Rồi sao chia tay? Cho bạn đó có người khác. Rồi cho qua luôn bên kia. Dạ thực ra là con có hai mối tình rồi. Một mối tình là hồi lúc mà con còn là học cấp 3. Còn một mối tình là lúc con học đại học. Con quen được một năm mấy, gần hai năm ấy. Xong rồi con chia tay. Tại vì con thấy là chuyện đó nó không khiến bản thân con tiến bộ lên. Bạn đó hay đưa rước con hay làm giùm mọi thứ giùm con á. Nên là con thấy con không có tiến bộ được trong mối quan hệ đó. Ok, như vậy là con chia tay được bao lâu rồi? Dạ con chia tay chắc được hơn một năm mấy rồi đó. Ừ. Bây giờ nhà trai cho biết là mà mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không có cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á, kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như mà đánh đập á. Trời cái ơi. Đó em cũng hơi sợ điều đó. Thấy thương không? Cái em đó... tưởng tượng một người phụ nữ mà đứng đánh một người đàn ông có thấy nó kỳ cục lắm luôn, mà ngược lại đàn ông đánh phụ nữ cũng quá kỳ cục. Cho nên là giữa hai người đều không cho đối phương được quyền đánh mình. Thì... ngoài trừ cha mẹ đánh mình thôi. Thì em ví dụ như các bạn đó đánh mình rồi mình bỏ đi cũng đâu được chị. Ủa bỏ đi được hoặc là mình giữ tay bạn nó lại, hay là em đánh không lại người ta rồi em sợ à, không sao? Có chị cũng có giữ tay, mà giữ tay lại cũng không. Thấy cũng kỳ quá. Có gì đâu kỳ, giữ cái tay lại không cho gọi là bạo hành bạo loạn. Thế thương như sao không luôn thiệt. Nó bằng tuổi Trê Phi, bởi vì tôi nuôi là mong là Trê Phi con tôi nó coi cái số này. Trê Phi là con trai của cô. Dạ. Bằng tuổi cưng. Nếu mà con có coi thì con nhớ nha, con không được để cho bạn gái đánh con, mà ngược lại không bao giờ con được đánh bạn gái. Nhớ chưa? Thì dễ thương quá, để cho đánh vài cái chơi vui. Không có vui đâu đau. Ê, hai đứa mình làm xui đi. Thật không? Thiệt được. Gái tôi quýnh phì á. Thôi vậy nghỉ đi. Về ngoại hình thì sao? Chỉ cần đừng có cao quá, tầm dưới mét 7 được. Như vậy là trên mét mấy? Trên mét rưỡi đi. Thấp nhiêu cũng được. Thấp nhiêu cũng được, dạ, miễn là được. Dưới mét 7. Dạ. Cưng nhiêu? Cưng dễ ẹt dạ, luôn à. 3m7 thôi. Là mét rưỡi hả? Dạ. Mét rưỡi được không cưng? Được mà. Rồi giờ tới con nè. Nhìn nhà trai hoài thấy thương đúng nó không? Nó cưng lắm luôn đó, nhìn nó rất là cưng luôn. Trời ừ. Ơi, xinh xắn mà, cao đó. Hơn nhưng mà. Để con bên guốc. Không đừng lo. Dạ, bây giờ hai đứa hợp với nhau đó. Ông qua ông chỉ hỏi con câu một thôi, con có quýnh người hay không? Quýnh tao không? Dạ, lâu lâu có. Chết mồ. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó muốn nó vẫn đau, đau rồi. Nó vẫn bị đau rồi. Đau rồi, không có đánh. Sao vậy? Không có được đánh. Dạ, để con thu liễm lại. Tại vì bé bên đây quá là đáng yêu. Thiệt, hồi nãy chút xíu nha. Con nhìn bé là con không thể nào đánh bé được hết trơn á. Mình đánh yêu được không? Mình đánh nhẹ nhẹ đánh cái má được không anh? Ồ, nhẹ hổ má chị. Đánh đừng ra máu là được. Đánh đừng ra máu là được. Trời ơi, cái gì mà cái đòi hỏi mà đáng thương vậy trời, đánh đựng ra máu. Ủa, ra máu là đi bệnh viện hôm luôn rồi đó trận, con. Trận trước nó đánh ra máu luôn hả? Trời ơi, sao mà dữ vậy trời. Trời nữ không mà dữ gì. Rồi bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, con cũng mong muốn bạn trai của mình là một người tích cực, năng động, lo đi làm mà không chăm lo sức khỏe của mình. Biết tự lo cho bản thân mình. Dạ, con chỉ chăm chút bạn thêm thôi, chứ bạn phải tự lo. Bạn cao, da ngâm thì tốt. Da không ngâm thì sao? Dạ da không ngâm cũng được, nhưng mà đừng có mụn, đừng có quá nhiều mụn. Mụn thì nắng, có gì đâu. Trời ơi, đi đâu con lo sợ con đè đang mụn, bạn chảy máu nữa. Lo đừng có đánh nó được rồi. Dạ. Thấy hai đứa nó cũng hợp đó. Dễ thương ha. Dễ thương ha. Ủa nhưng mà con đẹp vậy rồi sao tự nhiên con phải tham gia chương trình này, vì con thích hay là gì? Dạ không có, tại môi trường xung quanh con cũng không có tìm được người yêu á. Con đang đi học mà đúng không? Con đi học nhưng mà con học cao học, con sắp xong chương trình rồi, con không có lên trường nhiều. Vậy hả? Rồi dạ. không tìm được bạn người yêu rồi. Hôm nay con có nghĩ là con sẽ tìm được nửa của mình không? Dạ con nghe bạn kế bên nói chuyện dễ thương chắc là sẽ được. Ôi cưng lắm con ơi, thiệt. Cưng lắm. Cô suối con luôn đó. Quá bấm cưng bấm nút nữa. Đi. Ừ. Nay đi với ai nè? Dạ anh đi với bạn. Dạ chào mọi người, con là bạn thân của Giàu, hôm nay đi cùng với Giàu. Giàu bị đánh đập nhiều lần không con? Này chắc nó cũng bị đánh hay sao á, thấy nó cũng nhút nhát quá à. Ừ. Con nghe Giàu kể thì thường bị đánh lắm. Trời ơi, tôi nghe em xót quá. Bạn nữ kia thì nó tính tình chàng trẻ con á, cũng khó hiểu. Thế con thấy bạn này sao? Theo con thấy bạn nữ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe. Rồi, cảm ơn. Nói vài câu cho mới mốt về đừng đánh bạn mình nữa coi. Chào thì nói chung là nó cũng hiền lắm.
sau này mà nếu mà có quen á thì bạn đừng đánh nữa, tại vì bạn nữ trước á bạn cũng hay bị ám ảnh. Trời, đánh tới bị ám ảnh luôn, đánh dữ lắm. Trời ơi, thương quá à, thiệt. Rồi, là gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay con đi với mẹ dì với lại bạn chung phòng. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Dân. Mình là mẹ của Nga. Ưu điểm của Nga thì chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, tâm lành. Nhược điểm của Nga thì mạnh mẽ, thẳng thắn, tính tình cũng hơi khó tính một tí. Cô quýnh ai bao giờ trong nhà chưa? Dạ không. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân, con là bạn của Nga. Con thấy thì bạn nam này dễ thương, phù hợp với Nga. Rồi, được rồi. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Con hamster đó đặt nha. Mình cảm ơn bạn, mình cũng có món quà tặng bạn, sô cô la với lại một tấm postcard những nơi mà mình đã đi ấy. Hy được vọng là mẹ. Bạn có thể điền tên vào vị trí còn lại trên tấm postcard đó. Cảm ơn. Bạn thấy mình sao? Anh anh thấy em sao? À, thấy cũng xinh. Em thấy anh da mặt đẹp. Có cái lúm đồng tiền dễ thương. Ờ, mình đang học cơ học ngành anh. Anh em xưng anh. Dạ. Em đang học cơ học ngành công nghệ sinh học. Em nghiên cứu về dữ liệu gen ở người. Anh có yêu động vật không? Có. Anh nghĩ sao về việc về những người ăn chay? Ăn chay thấy là chỉ cảm nhận riêng rồi, thấy kiểu tốt cho sức khỏe thôi. Còn không có cảm nhận nhiều. Thế anh có thích ăn chay không? Cũng ăn thôi chị, mà không thích. Em hẹn hò với anh, em rủ anh đi ăn chay, anh chịu không? Chịu. Nhưng mà chị cũng dễ ăn lắm. Em cũng nhẹ nhàng lắm, em không có bính chảy máu. Đúng rồi đó. Kiểu mà nghe có hay nóng tính không? Thỉnh thoảng em áp lực công việc em vẫn nóng tính, nhưng mà lúc đó em sẽ hạn chế gặp anh để đỡ quýnh anh. Đỡ quýnh thôi hả? Đỡ quýnh thôi. Mình có hay về quê không? Có, tuần nào em cũng về hết. Sau này có định học xong có ra nước ngoài hay sao? Em có dự định học lên tiến sĩ. Anh có thích đi phượt không? Có. Anh có hay phượt miền Tây không? Miền Tây là quê đó luôn mà. Ý những tỉnh xa hơn. Hồi xưa có hay đi, tại giờ công việc cũng bận á. Làm tới 8 giờ tối cũng ít thì nào được rảnh lắm là đi lắm. Thế anh làm tới 8 giờ tối rồi anh hẹn hò sao? Sao 8 giờ tối? Sao 8 giờ tối nữa hả? Anh xin phép mẹ em đi. Cưng ghê, không biết giờ tắt rồi không biết nói gì nữa đó. Vào đứng lên nắm tay bạn gái, rồi nói một câu nào đó. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Hai tay đâu, phải bắt tay đâu. Hai tay, đúng rồi, mắt nhìn mắt, đúng rồi, hai đứa nhìn nhau. Em có biết hát không? Em có thể hát rap, anh muốn nghe rap không? Đúng rồi, hồi nãy là bạn Hiểu nói là... Lại hát đoạn đi. Em rap một bài của anh Wawi nha. Thế giới này là của em và em có quyền đi với anh. Bật sáng tất cả đèn xanh, em chạy thật nhanh. Với anh kế bên tay và chai trong vanh, anh cài trong tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Đến đây thôi. Vào rap lại đi. Em tin gì không phải ta thính đâu. Gì đó. Em tên gì anh không phải thả thính đâu. Có một bạn trai chưa để ta tính sao? Em sẽ hát một bọn đoạn của bài Ánh Nắng của anh. Rồi, hát đi nè. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Rồi, rồi. Yeah, đẹp lắm rồi. Nào, suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.
Yeah. Xin phép rồi giờ xin phép em cho vào hôn em một ở bên má. Xin phép Nga luôn đi. Nga ơi, Nga ơi, Nga ơi, mình nói cho Nga nghe nè. Xin phép hôn má em không? Ok. Cặp này nó dễ thương không? Em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa chim xanh, chim đỏ, dừa dứa, dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Biệt danh em là thánh dừa. Phải sạch và phải thơm nữa. Sao nên coi có thơm như thế này chưa biết nha. Mời bạn nam. Đây, ngồi đi bạn. Xin chào. Chào anh Cô Linh. Dạ, xin mời bạn nữ. Wow, ê chà. Chà, bạn gái gì nghe wow không vậy? Wow lắm nha, Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Nam Thư, cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang, rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Rồi bây giờ xin mời bạn nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Thả đèn Hoa Đăng, cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng. Và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình. Và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á. Thì em quan niệm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè, về tài chính cũng như là có sự nghiệp. Và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể đi, mạnh không? Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em hay hơi nóng tính á. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi. Chửi nồi niêu xong chào. Là chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có gì hết chị đi lên mình chửi như vậy thôi, chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh, điểm yếu của bạn nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Em nói em bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa chim xanh, chim đỏ, dừa dứa. Và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh Dừa. Thánh Dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn. Thì xe hàng của em bị hư không lên được, nên là không có hàng đưa lên đây. Để mời anh lên, ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ rồi. Mứt dừa, nước không dừa. Không có trái đâu. Dừa, không có đồ dừa thì phải có mứt dừa. Em dừa phải thôi. Thánh Dừa gì kỳ quá à, phải có nói chung dừa. Là nhiều lúc nó cũng dơ vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính. Nóng tính. Nóng mà này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ sẽ xích mích thì mình vô can thiệp giảng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn hả? Không, như mình phải nhìn nhận định câu chuyện nó là như thế nào, chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó. Về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì nó hết, hai bên im lặng nữa, mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không em trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe không có tật xấu gì, chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Ồ, hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn, thiệt hả? Dạ vâng ạ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm. Khi yêu thì người đó là đang sinh viên, và mình thì đang bắt đầu từ nghỉ công ty ra mình kinh doanh.
thì nó gặp đôi chút khó khăn. Thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. À, tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình. Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Ừ, đúng rồi, có khỏe không? Cái điều đó chắc là phải có rồi. Mình phải có một thể lực rất tốt thì mình mới thể đi đua được. Để mình cạnh tranh thứ hạng với người ta được. Được rồi, thấy chưa? Thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao mà rồi. Qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Wow. Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời hoa ơi, chê đàn trai. Đẹp có quyền. Đúng. Đàn trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Thử thử. Cho em thử, muốn chị. Thử gì? Hít đất đi anh, hít đi đây đó, đó, nằm dài hít. Hít cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi coi. 1 2 hít 3 Hít nào hít thở thôi. 5 Hít 6 Thoải mái vô. 7 8 Hít hết bụi luôn. 9 Thôi 10 11 12 12 cái nha. Em chim về chanh thôi. Được được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bệnh không em hả? Chưa chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? À em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ, là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình phải khá khá chút xíu, 7 điểm trở lên đó chị. 7 điểm. Cao chỉ 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi phải khỏe nè. Khỏe chắc khỏe luôn. Rồi phải sạch và phải thơm nữa. Sao nên coi có thơm không nhé, nàng chưa biết nha. Sao có sạch và thơm không anh? Sạch, sao? Có sạch nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó thể không được sạch mà. Lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Rồi còn gì nữa? Em nghĩ là phải chung thủy nè. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc, cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, giống như làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá, thì em thấy em thích Nô Phước Thịnh nhá. Còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm. Giống như mình thương thì mình thương thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%? Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quyền Linh với Nam Thừa và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này được, ok xinh, nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok. Anh thấy hai đứa hợp, không gì quý bằng độc lập tự do là hạnh phúc. Ok. Duyên dáng, cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Có món quà tặng em. Dạ em cũng rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Đây anh, của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn nè. Cũng làm kinh doanh giống như em. Thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em thấy là một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao.
À, anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn đấy. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn. Niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch. Nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không? Hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy em đi lại gần chút xíu. Chết rồi sao em kiểm tra bây giờ? Em đi vòng em đi. Em đi vòng vòng. Đó em hửi coi có thơm không? Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không? Dạ không, không thấy mùi, không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn á về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đâu quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh cũng nghĩ như vậy. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, Rinh cô này về được làm vợ mình, rồi lúc đó Đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có á. Là cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy, thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng. Mà bạn ấy thấy anh không chào làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? Em hát một câu nhá. Em mượn siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy. Em hát được một câu thôi. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay đi. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin phép được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm á. Cái đó là do bệ hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái. Nước thơm chán đi anh. Thơm chán. Thơm chán tức là hùng con, em hiểu không? Có. Hùng mẹ. Ưu điểm của em là hiền, còn khuyết điểm của em là chậm ít nói. Em chưa trải qua mối tình nào hết. Người nào đó là cái dạng của người yêu của mình không? Ngô Thành Văn. Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn trai. Rồi, mời bạn gái. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào các bạn khán giả. Em tên là Đặng Thị Xuân Thúy, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Lâm Đồng, hiện đang là nhân viên phòng thí nghiệm. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường. Xin chào bạn nữ bên cạnh, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Trung Trực, năm nay 38 tuổi, đến từ Phú Yên. Hiện là đại đội trưởng công binh ở Chu Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa. Mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu nào em? Ưu điểm của em là hiền, còn khuyết điểm của em là chậm và ít nói. Giao tiếp đồ nó cũng chưa nó gần mặt đồ vậy. Còn nhút nhát á? Dạ, nhút nhát. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sạch sẽ, kỹ tính. Nhược điểm của em là em hay thức khuya đọc truyện 1-2 giờ đêm đi ngủ. Đọc truyện gì mà thức khuya 1-2 giờ đêm dữ vậy? Đọc truyện ngôn tình vậy. Trời ơi, đọc 1-2 giờ đêm. Dạ. Rồi những lúc rảnh rỗi đó em làm gì? Dạ em coi phim. Coi phim với đọc truyện không vậy đó hả? Chuyện.
thời gian đâu dành cho người yêu. Em chưa trải qua mối tình nào hết. 30 tuổi chưa mối tình nào hết. Dạ. Có ai yêu đơn phương mình hay là mình có yêu đơn phương ai không? Dạ, hồi trước đây đi học thì em có thích một bạn. Tới đại học xong rồi bạn đó không biết, nhưng mà giờ bạn đó đã có gia đình. Em có nói cho người ta biết là mình thích người ta không? Dạ không. Không nói sao người ta biết được? Dạ, tính cách của em thì hơi bị thụ động trong tình yêu. Nhưng mà suốt từ thời gian đó, đại học đó mà tới bây giờ không có ai để, không ai đeo đuổi mình luôn hả? Em cũng không biết người ta có đeo đuổi em không. Là do em hờ hững quá, em không để ý xung quanh. Chắc vậy. Thì có muốn có bạn trai chưa? Muốn dạ. Lấy chồng chưa? Dạ có. Ngày hôm nay là phải quyết chí nha. Có bạn trai nha. Dạ. 30 tuổi là lấy lập gia đình được rồi đó. Rồi. Chú bộ đội Cam Lâm nè, chú có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình, do thấy tính tình không phù hợp nên em chia tay. Hôm nay thử xem có phù hợp không nha. Dạ. Mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì là có trách nhiệm, nam tính, chân thành, có tinh thần cầu tiến. Cái đó chắc bên kia có đủ rồi đó. Còn cái gì mà bên kia thấy có vẻ khó chút không? Chứ cái yêu cầu đó dễ quá. Chung thủy nữa chị. Chung thủy hả? Đúng. À, anh ơi, anh có chung thủy không anh? Dạ có thì. Đâu có cơ hội gặp ai đâu mà không chung thủy. Ở trong quân đội không hà. Anh sẽ qua xem mặt đàn gái coi sao nha. Dạ. Có bao giờ mình xem phim mình nghĩ người nào đó là cái dạng của người yêu của mình không? Dạ cũng có chứ. Ở Việt Nam thì có Ngô Thanh Vân. À, đại quý đại đội trưởng công binh thích người như Ngô Thanh Vân. Thử xem. Ồ, dễ thương nha. Dạ em cảm ơn. Nè, anh thông báo dễ thương dịu dàng Ngô Thanh Vân, trắng Ngô Thanh Vân. Dạ. Ngô Thanh Vân làm phim cũng hơi đen. Được, bạn gái dễ thương lắm. Chào bạn gái. Dạ. Có bao giờ em đi Nha Trang chưa? Dạ mới đi tới Ninh Thuận à. Nhích chút xíu Ninh Thuận đó là Cam Lâm đó. Cam Lâm nó giáp ranh với Ninh Thuận đúng không trai? Dạ. Cam Lâm rồi cam gì đó, cam xoài, cam gì đó. Cam Đức. Cái này có về làm dâu Cam Lâm được không? Dạ anh đâu chịu không không? Em biết. Không chịu, trời ơi. Chịu liền chứ sao chịu. Chịu, anh bảo đảm với em là chịu, em quá dễ thương. Nếu mà chịu thì có theo chú bộ đội về Cam Lâm không? Được khó. Có thích đó, thích. Cái chữ có dễ thương lắm. Dạ, thích lấy chồng dạ bộ đội không? Dạ có. Có hả? Có khi nào nghĩ mình sẽ lấy một quân nhân không? Em nghĩ em có duyên với quân đội gì. Sao vậy? Tại em ngủ em mơ với mấy chú bộ đội lắm. Ủa dạ? Có luôn, ngủ là mơ thấy chú bộ đội không hả? Có không? Dạ có. Có mơ chú bộ đội không? Dạ. Có mơ chú nhưng đại quý không? Nhưng mà em mơ mà em không thấy mặt ạ. À. À nhưng mà thấy bộ đội đúng, nhưng mà không thấy mặt. Bữa nay mới thấy mặt nè. Hồi đó mơ thấy hình, giờ thấy mặt. Cộng lại là thấy chồng. Chị còn chưa thấy mặt nữa, bây giờ chị phải qua coi coi cái người tình trong mơ của em được như thế nào. Coi phải cái anh này, nhưng mà em có thấy tướng không? Em thấy bộ đội, có mơ bộ đội đó. Cao. Không mập lắm. Không mập lắm. Ngưỡng hơi cao cao. Thấy được gì em không? Em thấy được mặt. Em thấy dáng rồi. Mặt. Thấy bóng đen đen không cao lắm. Chắc cỡ mấy số mấy á. Bóng màu không có đen đen đâu anh. Chứ sao, bóng trắng hả? Bóng trắng mà mệt à. Dạ, xin chào chị ạ. Rồi em không ngờ ban ngày anh không xuất hiện, anh chỉ xuất hiện ban đêm thôi anh. Ta ngủ mà anh làm gì anh xuất hiện trong đó làm chi vậy? Thì em đâu có biết được. Thì tự nhiên em cũng khoái bộ đội quá ta. Ngon lắm à nghe, nhìn ngầu lắm nha. Xuất hiện trong đêm bữa nay thấy mặt. Đi về quê luôn nha. Đồng ý không? Dạ. Được ha. Dạ. Rồi ý kiến người thân hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em với bạn ạ. Trời ơi em dễ thương quá vậy. Chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Cát Tường và quý vị khán giả đang trong trường quay ngày hôm nay. Chào anh. Em tên là Thương, là em gái của chị Thúy. Chị Thúy ở nhà là một người rất là hiền lành, ít nói nhưng mà chị rất là hoài đồng và thân thiện. Thấy anh để tương lai thấy được không? Em khóc rồi kìa. Rồi sao vậy Cương? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mong chị gái đi lấy chồng không? Dạ. Anh trai, anh rể tương lai hỏi vài câu chào em gái đi. Chào em. Em thấy anh sao mà em xúc động. Thấy anh em sợ quá em khóc. Tức là do chị gái không có bạn trai, hôm nay chị gái lên đi tìm bạn trai em xúc động đúng không? Dạ. Chứ không phải nhìn anh này xạo quá khóc không? Anh này khô à? Hay là nhìn đen quá xạo? Tao bộ đội công binh là tao đi mở đường. Dạ. Mạnh mẽ lắm á. À, thấy anh rể thấy sao? Dạ, anh này là một người rất là hiền, chững chạc. Có muốn anh làm anh rể cho mình không? Dạ muốn. Rồi vậy được rồi, khỏe. Cảm ơn em. Đại quý đi với ai vậy? Dạ đi với em là có con bà. À chào chú. Dạ chào chú ạ. Xin chào
Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Dạ. Chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào cháu Thúy và em của cháu Thúy. Thì gia đình là có 4 anh em, giờ còn có 1 là trực là chưa có gia đình. Thì hôm nay đến cái trường quay thì nhìn thấy cháu Thúy thì rất là hiền, dễ thương. Bản thân gia đình thì cũng mong muốn là cho hai con có một cơ hội tìm hiểu và gặp gỡ nhau để đi tiến xa hơn. Xin chân thành cảm ơn. Xin hết. Dạ. Rồi, bây giờ để hai bạn có thời gian tâm sự với nhau nha, chia sẻ với nhau nha. Mở rào. Cảm ơn hoa tặng em. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Lần đầu tiên thấy anh, em thấy thế nào? Dạ, em thấy anh hiền à. Thấy lùng lùng giống trong mơ gì. Vậy những thời gian mình bên nhau thì thời gian nào đi đâu được, đi những đâu? Đi đâu được là sao? Ý hỏi bạn gái muốn đi đâu đó em. Em thích đi ăn á. Đen. Còn em thích đi đâu nữa không? Em thích đi chơi. Trời ơi, mới quen nhau thích đi ăn chơi. Vậy trong quá trình quen nhau mà có những ý kiến anh và em nó mâu thuẫn với nhau thì em xử lý như thế nào? Em muốn là mỗi người bỏ một cái tôi của mình xuống một ít. Mời hai anh chị ngồi xuống đi. Ngồi xuống rồi nói tiếp. Vậy em có gì đỡ hỏi anh không? Rồi anh chủ động anh hỏi đi, anh thổ lộ đi. Cô gái vậy chết rồi. Ở ngoài thì em có nơi cảnh đẹp nào giới thiệu cổ đi, mốt rủ cổ đi. Nói đi, kể cho hấp dẫn cái cổ đi ra Cam Lâm coi. Ngoài đó có xoài gì đó ngon lắm đó. Ở ngoài đó có biển. Có biển, Nha Trang đẹp. Đúng rồi. Cái dịp em ghé thăm chơi. Dạ. Chơi gì biển? Này. Hãy hát bài tặng cô ấy đi. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bò trang theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Tranh nhô lên cao, chân gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đói tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng vương. Siết tay dắt nhau mình lẫn xa thế nhân, lẫn sao phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sông hòa nhịp ái ân, không có những chiều bâng khuâng. Này, nói nó kêu rồi nghe nè. Cái bài nó rất là lãng mạn, bài này lãng mạn tình cảm lắm. Hát cho nó ướt át chút xíu, hát như là chào cờ quân đội vậy đó. Yeah. Em có cách nào đọc thơ không, thơ tình không? Thơ tình thì em cũng có. Anh bước tới anh nắm tay cổ. Ủa, anh đọc thơ. Nó ướt át chút xíu. Cho nó lãng mạn xíu đi. Thì đến đây anh cũng chuẩn bị bài thơ để tặng em. Dạ. Bài thơ có tên là Ngày em đến bên anh. Nhìn thẳng vô mắt cô gái. Ngày em đến bên anh, cho bầu trời xanh bao mơ ước, cho nắng vàng hồ viện làng gió mát, cho chim vui tung tăng đàn cá lượn, cho hàng cây xanh xôn xao rì rào, cho nỗi buồn tan biến, cho niềm vui luôn vĩnh hằng, cho con tim kết nối con tim, cho tình yêu nở hoa kết trái trên đường tình rực rỡ muôn sắc hoa. Có cố gắng, có cố gắng. Thôi được rồi, em cảm nhận về ảnh như thế nào? Em thấy ảnh cũng giống em, hơi bị thụ động. Ừ. Đúng rồi, ảnh hơi thụ động chút xíu và nhát. Thật dạ, sự rất nhát. Dạ, anh cố gắng nhưng lắm rồi đó em. Đây là con người rất chân tình nè. Em ơi, nhưng mà thế điều động lính của em sao, có nhẹ nhàng vậy không?
Dạ điều động thì em dùng điều lệnh, chứ nói tình cảm quá thì lính không nghe được. Ví dụ giờ tập hợp quân em đứng lên thử em nói cho nó, thử cái coi nó không khí coi, làm cho mạnh mẽ cái coi, cho nó có tinh thần thần thái lên chút xíu coi. Bắt đầu. Nghiêm, nhìn phải thân. Thôi, chiến đấu chấp phục. Cái gì tiếp tục anh? Chiến đấu chấp phục xong. Gì? Cái gì? Chỉnh gì? Chỉnh đốn trang phục à? Chỉnh đốn trang phục à? Chỉnh đốn trang phục, chỉnh đốn trang phục xong. Làm lại cho nói rõ, đại đội trưởng công binh đúng không? Mình phải mạnh lên, chỉnh đốn quân phục. Nào làm lại nào, đồng chí đại quý, chuẩn bị, bắt đầu. Nghiêm, nhìn bên phải, thân. Tiếp. Thôi. Ủa, chỉnh đốn. Chỉnh đốn quân phục đâu? Dạ chưa tên. À rồi, chưa gì, à gì hả? Chưa tới. Chưa gì thôi rồi làm lại. Làm nguyên một tràng luôn nha. 2, 3. Nghiêm, nhìn bên phải, thân. Thôi, chỉnh đốn quân phục. Chỉnh đốn quân phục xong. Nghiêm. Thôi, nhìn thớ này. Thôi. Không, có khác. Em công nhận không? Cái giọng đọc thơ là khác, mà cái giọng mà nghiêm một cái là rất là có uy lực, đúng không em? Đó, mai mốt ảnh về anh kêu dở nghiêm là em phải nghiêm đàng hoàng thôi, là tiêu đó nha. Được thôi, bây giờ mỗi người là hai người nhìn nhau, mỗi người nói một câu thôi, thật là tình cảm. Anh thấy em là dễ thương hiền, vì đến đây là có cái duyên, mong em tạo cho anh cơ hội để anh được quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Cảm ơn. Rồi, giờ anh hỏi thật đồng chí đại quý nè, nhìn thẳng vào mắt cô gái đi, em thấy tim mình có rung động không? Dạ có. Em có thích cô gái ngồi đối diện không? Có. Thích nhiều không? Nhìn cổ kia. Em thấy thích à? Hả? Em thấy thích cô đối diện. Thấy thích rồi đúng không? Có mong muốn đi xa hơn nữa với cô ấy không? Có dạ. Có hả? Dạ. Nhìn thẳng vào mắt ấy kìa, mạnh mẽ lên, hơi nhút nhát chút xíu ha. Ảnh chân tình lắm đó. Đây mới là gọi là người chồng của gia đình nè, không phải lo gì chứ. Rồi, thôi hết thời gian rồi. Đây. Ba ngồi dưới đang lo kìa. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Thôi nhẹ nhàng. Đó. Rồi nắm tay. Đó. Này giống phấn trắng mặn đen quá. Người trắng tươi, người đen thì lùi à. Nhưng sao đen là chắc em. Anh dạ. Là hôm trước cũng đen hơn em. Mặt anh đen như đít nồi luôn đó. Giờ em đi nắng nhiều. Đúng rồi, đi nắng là đen thôi, chứ buông ra em trắng hơn khổ luôn á. Có không? Thì chưa biết. Anh nói chơi thôi chứ không có đâu nha. Hứa hẹn gì với em gái một câu à, xin rồi hôn bạn gái mình à. Anh mạnh mẽ lên nói cho em gái yên tâm đi. Xin phép em là anh sẽ luôn quan tâm chăm sóc chị của em, cùng nhau chia sẻ. Dạ, xin phép ba đi. Nói ba ơi, cho phép tụi con bắt đầu ngày hôm nay tụi con hẹn hò với nhau. Có gì ba chỉ bảo hỗ trợ con, đặc biệt lo tiền cưới hỏi sớm càng sớm càng tốt. Nói với ba đi. Dạ xin phép ba tạo điều kiện để con và em quen nhau. Thì ba cũng thấy là cháu Thúy cũng hiền dễ thương, thì ba cũng mong muốn để hai con có một cơ hội tiến xa hơn nữa. Thì xin hết. Dạ cảm ơn ba. Rồi thôi, hôn nhau cái là bằng chứng của tình yêu đi. Xin bạn gái nè. Em chưa cho. Thì bây giờ xin đi, người ta cho. Không lẽ anh xin giùm cho anh hôn em? Trời, cho anh hôn đi. Nói lại rồi nào. Nói đi. Em cho anh hôn một cái. Trời, tội nghiệp quá. Thôi cho anh hôn đi kìa. Ừ, có gì đâu. Hôn đi. Né hoài anh chưa có hôn mà. Mình hôn mạnh mẽ lên. Bắt đầu từ bây giờ là hai đứa hẹn hò với nhau rồi nắm nha. Nắm tay, không có buông ra. Đại quý Nguyễn Trúc Trật. Có. Hùng cái nữa.
Đó. Cố lên mạnh nha. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nha. Bảo vệ tình yêu của mình, chinh phục cho tới cùng luôn. Dạ. Nỗ lực. Phải kiếm đi tìm quấy cho bằng được, bằng mọi giá. Em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Em biết làm việc nhà, em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bận lắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu, khó ưa, khó tính, khó chiều. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Rồi bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào? Em về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở huyện nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. Ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa dạ. Rồi mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu, em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bận lắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm á hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen dạ. nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa quả trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm, bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể, chứ cao thấp là thua rồi, em đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang lộn thổm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngàn tiếng hả?
Hai lần tắm mới tiếng với chị. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ, mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em á, ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất, mỗi mất lần bao lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trát phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, về lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở riêng. Phải làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi, dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. À, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Thấy anh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc này ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn, rồi nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi, bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Bông tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hên quá. Tại vì anh tuổi con heo nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây được không anh? Nó là người gắm cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Nếu mà mình hẹn hò á thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát, hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á, mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào lãng mạn. Nhìn về phía bên tay tay trái, nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Mọi người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Rồi bạn nữ hát đáp lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng muốn lẫn nhau dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xít môi em chặt hơn đi.
Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đó. Nắm luôn đi, nắm luôn. Anh ơi, phải thả ra về bấm chuông. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn đồ vậy đó. Còn sao? Kể gì mà rối quá không hiểu gì. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào đó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì có phút đầu mà chưa. Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? Em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên chưa có sự rung động thật. Và khi em bấm nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ba hát nha chị. Không hô. Rồi. Không hói. Rồi. Không hôi. Thích bận gái trần nhà. Trời ơi. Cái gì? Lạ gì ta? Sư phụ. Hai. Mời bạn trai. Rồi, xin chào bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ giới thiệu về mình đi ha. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Em là Nguyễn Thị Thu Hà. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em ở quận Tân Phú. Hà đang làm công việc gì? Em hiện tại đang là nhân viên chăm sóc khách hàng. Công ty em là công ty dịch vụ về đặt vé xe. Mời bạn trai. Em chào quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Rồi em. Chào bạn nữ. Em tên là Lê Văn Son. Năm nay 32 tuổi. Quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng. Em chào anh Quảng Ngãi, quê gốc quê cũng Quảng Ngãi ha. Ồ vậy hả? Dạ vâng. Anh ở huyện nào vậy ạ? Anh ở huyện Đảo Lý Sơn được em. Quê gốc em ở Tư Nghĩa. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì hả? Em nói về điểm yếu trước ha. Em là một người khá là nóng tính. Nóng nhất của em chỉ là đập bàn và la hét thôi à, chứ chưa đánh ai bao giờ cả. Dạ còn điểm mạnh của em thì em là người tăng động ạ. Em biết nấu ăn, không biết theo thùa may vá. Bây giờ là cái công nghệ 4.0 rồi, cũng không cần cái điều đó đâu, không quan trọng ha. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là chân thành, thật thà. Mọi người nhận xét là người tốt tính. Dạ, trong công việc thì nhiệt tình. Nói chung là hồi trước kia em đi học với em được là thầy cô gọi là chọn ngon. Điểm yếu là hay là ít nói và hay nhắc gái. Rồi, ít nói thì em nói giùm cho. Trên đây mới thích người nói nhiều. Nhát gái em đâu có làm được đâu. Tại vì cái tính em phải kỳ lắm. Gặp con gái thì em không có
sang tay mình đây bất chuyện, luôn giữ khoảng cách nè. Gặp trai có sáp vô không? Gặp trai thì bình thường rồi chị ơi. Nhưng mà nếu mà nhắc gái vậy, em có mấy mối tình rồi? Chỉ có một mối tình nè. À vậy thua em rồi ha. Cách đây 3 năm rồi. Bây giờ em cái thì tình trường có sao? Hai mối tình. Mối tình đầu thì nhỏ chị. Rồi. Em thích được chiều chuộng mà bạn kia không có chịu, không có năn nỉ gì đâu chị. Bỏ qua. Mối tình sau. Dạ. Mối tình sau thì tụi em cũng đang bình thường, đang hạnh phúc lắm. Đùng một phát kia em phát hiện ảnh cắm sừng em. Em cũng dễ tha thứ lắm. Ảnh năn nỉ, ảnh bảo là ảnh say nắng thôi. Nhưng mà sau đó thì quay lại thì em lại phát hiện ảnh lại còn quen. Vẫn tiếp tục người đó. Dạ đúng rồi, cũng một người đó thôi. Sau cái ảnh nói là bé đó đó bị ung thư xương, thế xin em một năm bên cạnh nhỏ đó. Trời đất. Thế em không chịu, thế là em chia tay luôn. Có tìm hiểu có ung thư xương thiệt không? Dạ không, chóng má em coi là chị, 2 năm vẫn còn sống. Em đi làm á, thì em cũng có thích một anh, cũng phát hiện ra người ta vậy chị. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? À, bạn trai của em thì 3H nha chị. À, dạ, không hô, rồi. Không hói, và rồi. Không hôi. Rồi, tôi nghe 3H là tôi biết cái gì luôn rồi. Quen thuộc quá anh Linh ơi. Bên này nó dạ. Vẫn được chị ơi, 100% á. Làm xây dựng á nha, nhiều khi về hôi rình luôn á, thiệt luôn á. Dạ em nghĩ vậy anh ạ. Đúng không? Dạ thôi thì về tắm thôi anh, tắm thôi gì. Còn gì nữa nói luôn đi cho bệnh bệnh nghe luôn. Dạ không hút thuốc ạ. Có thuốc không? Dạ không anh, dễ mới khói thuốc anh. Dạ. Còn em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiền lành, chung thủy, cái tính hài hước. Nói nhiều, thích bạn gái càng nhà. Trời ơi, cái gì? Lạ vậy ta? Bạn gái nói nhiều á, là bạn gái là muốn là bạn trai là chịu khó nghe để bạn gái chia sẻ. Còn bạn gái mà càng nhằn á là chứng tỏ là bạn gái còn yêu thương mình. Bạn gái mới càng nhằn, mà nếu mà họ mà im lặng thì là biết rồi á. Sư phụ. Quá hay. Thôi thôi. Anh cứ yên tâm, em yêu không yêu em cũng cần à. Lúc mà khai thiên lập địa giờ là biết chắc chắn là đàn ông không ai mới thích phụ nữ cằn nhằn. Đây là người đàn ông độc nhất thiên hạ. Thích gái chủ động như cô bên kia không? Dạ, cũng thích chủ động chứ. Giờ lúc em cũng nhát cho nên là thấy nó ngại ngại sao đó. Gái chủ động hết trơn hả? Yêu cầu là bạn gái thì là... Rồi gái chủ động không em luôn hả? Chủ động một phần nào đó thôi. À, anh này anh gu anh hơi lạ. Em nhé không anh ạ? Trời ơi, trời dạ gái. Lanh dễ sợ luôn ha. Em có thể cằn nhằn một ngày mấy tiếng đồng hồ? Dạ, thực sự thì em là người khá là chu toàn ấy anh. À. Cho nên em cằn nhằn nhiều lắm. Nhưng mà em ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Dạ, tính sĩ và nổ. Anh này không có gì đâu, yên tâm. Anh này rất là hiền ha. À, dạ. Em làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Bây giờ muốn chừng nào đám cưới? Được, thì mai luôn chị. Dạ. Xôn có vậy, xung có vậy. Dạ, má sao? Chuẩn bị hết trơn sao rồi. Chuẩn bị kịp bạn hả? Nhà trai chuẩn bị với mắt gì tự nhiên má em chuẩn bị chi? Má chuẩn bị trong cái vali. À, lại đuổi đi á hả? Dạ, vâng. À, rồi, chào bạn. Thế bên này chừng nào mình mới đón dâu được? Bên này cũng đang nâu chị. Nhưng mà mình đã chuẩn bị sẵn trong năm nay luôn, còn không thì qua năm. Thì hiện tại là cũng đang có mua căn hộ chung cư rồi. Nhưng qua năm nữa là chắc có ở Thủ Đức. À, có mua căn chung cư Thủ Đức rồi. À, thế giờ ba mẹ đang ở đâu? Dạ, ba mẹ là đang ở quê. À, rồi có rước ba mẹ vô không? Dạ, chắc chắn là phải có rồi. À, rồi, bên đây yên tâm, cô này làm dâu tốt. Rất là hòa nhã, vui vẻ, hòa đồng. Chắc chắn là ba mẹ bạn sẽ thích. Rồi, vậy là mình lập nghiệp trong này luôn, đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Mình đi với ai? Dạ, em đi với hai anh em trai và hai anh đồng nghiệp. Chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả và chào em gái. Rồi, chào anh. Son là người cũng là hiếu thảo, sống rất là nhiệt tình, nói chung sống tình cảm. Đối với bạn gái bên này thì bạn này hay lanh, bù qua lắp lại thì cũng được. Hôm nay mình đi với ai? À, dạ, hôm nay em đi với mẹ và đồng nghiệp ạ. Xin chào Quyền Linh và chào MC Cát Tường. Tôi là mẹ của Thu Hà. Cháu trai bên này thấy có vẻ hiền, tôi đồng ý. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ, chào anh ạ. Không có mong món quà tặng em, chúc em luôn xinh đẹp và luôn hạnh phúc. Cảm ơn, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là anh có thể trồng nó ra cái cây. Anh nhúng vô nước xong rồi đem lên chị. Xong rồi nó sẽ mọc những cái cây trên tóc này nè. Rồi anh thích cột hai chùm cũng được, mà anh thích cắt tóc đinh cũng được. Cái cây đó nó sẽ mọc tóc lên hả? Dạ vâng, cái cục này nó sẽ mọc cái tóc lên. À, mọc cái cây giống như là lúa mã ạ. Cái hạt giống trong đây nè chị. À. Dạ đúng rồi ạ. Dạ chào anh Sang. Chào hả.
Anh thấy em thế nào ạ? Giọng nói thì rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe, cái hình là cũng dễ nhìn. Dạ, giọng nói và ngoại hình của anh thì rất là hiền. Ba hờ với em kiểm tra có hờ nào không? Em thấy có hờ hói rồi đó. Có hói à? Có nguy cơ hói sớm. Nguy cơ thôi đúng không? Hiện tại là chưa đúng không? Dạ vâng. Anh làm nghề xây dựng là nhiều lúc là phải trực tăng ca đêm á, thế em có phiền vấn đề đó không? Dạ không sao ạ, miễn là có về nhà là được ạ. Dạ. Anh chắc chắn là phải về, đi đâu thì đi chứ chắc chắn là phải về nhà rồi. Thì anh có về thì em sẽ chờ thôi. Cảm ơn. Dạ. Anh có biết nhậu không ha? Nhậu thì biết, con trai xây dựng anh có biết nhậu thế nào, quan trọng là nhậu liều lượng thế nào thôi. Anh không thích nhậu nhưng mà cũng nhậu lúc cũng phải giao du, cũng phải bắt buộc phải nhậu. Hai chai hay là dừng được không? Em phải bốn chai lận. Em mới dừng. Lên à? Dạ. Dạ. Sau này cưới nhau tiền bạc ai giữ? Thực ra cái đó thì em nghĩ là em giữ. Thì chắc chắn là cưới nhau là về thì vợ sẽ giữ rồi. Hẹn hò thì thường là đi cà phê, lâu lâu thì đi dạo công viên. Em thì chưa đi công viên bao giờ. Dạ hả? Dạ, em thích đi xem phim. Cà phê thì em cũng không uống biết uống cà phê. Nhưng mà vừa đó em uống sinh tố được. Dạ thì sau chương trình thì em thích đi đâu? Dạ đi nhậu. Đi nhậu hả? Dạ vâng. Anh không thích nhậu. Dạ em không thích nhậu nhưng mà em thích ăn mồi. Nhưng mà em rủ thì anh đi. Dạ. Bây giờ mình có món quà gì tặng bạn gái không em? Thơ này thơ cũng thơ vui thôi. Lần đầu anh mới gặp em mà sao cứ ngỡ đã quen từ thế nào. Lần đầu ánh mắt trao nhau, con tim anh đã xiến sau mắt rồi. Yeah. Em ơi em biết cho rằng tình anh vẫn mãi một lòng sắc son. Bây giờ đến mãi về sau, tim anh xin chọn bóng hình em thôi. Dạ. Anh làm thơ hay mà. Rồi bạn gái có quà gì tặng mà lại bạn trai không? Dạ nếu mà anh đã làm thơ thì em xin hát. Em xin phép đứng lên nha. Rồi mời em. Em ngồi em hát nổi. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bầy nồi ba chim với nước non, răng nan mần dầu tay kẽ nắng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay quá. Rồi bây giờ chúng ta mỗi người nói một câu gì đó rồi mình tiến hành bấm nút. Dạ hy vọng là lát nữa chúng ta sẽ đi nhậu. Em thấy bạn gái là rất là lanh, nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ thương. Lát anh đi nhậu với em không? Nếu em mời thì anh chắc chắn sẽ đi. Em không mời đâu. Nếu vậy thì sao? Anh mời chứ. Mà nếu đã là không bấm thì làm sao mà mời được. Nếu cô gái không bấm thì bạn có bấm không? Em bấm. Rồi xong. Rồi đặt tay vào nút bấm đi bạn. Rồi mình suy nghĩ sao, mình cứ làm như vậy nha. Bấm theo trái tim của mình. Rung động thì mới bấm, còn không rung động thì không bấm. Không phải bấm để đi nhậu nha. Ai rồi. Tôi chưa có đến mà, vậy có hợp lệ không? Tham nhậu lắm à hả cưng? Dạ. Nắm tay đi. Nắm tay nhau đi nào. Làm luôn đâu còn ai đếm gì nữa. Dạ con cũng xin phép bác là sau cái chương trình này là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Hứa gì với bác đi, bác yên tâm giao con gái cho mình đó. Em thì em không thích hứa, cũng không thích thề. Tại vì lời hứa có thể làm cho người ta buồn, lời thề có thể làm cho người ta khóc. Chỉ chân thành với nhau là đủ rồi. Không biết nói ghê à. Cái chương trình này hôn ngại lắm, chỉ xin phép là thơm tay thôi. Không có được. Nếu mà bạn hôn nhau thì chúng ta không có chứng minh được. Chúng ta bấm vì trái tim chúng ta. Dạ vậy để em chủ động cho ha. Thôi được. Dạ anh muốn chủ động hay là em chủ động nè? Để anh. Trải qua tổng cộng là 5 mối tình. Sau 5 mối tình em rút ra được là không nên nhìn phụ nữ bằng cặp mắt bình thường của đàn ông. Chưa 5 mối tình em chưa hiểu ai chứ hả? Em hiểu nhưng mà tao không hiểu em. Em mong người bạn trai của em thứ nhất là cao 1m7, da trắng, không để râu, không hút thuốc, không được đầu hói, không được bụng bự. Ở nhà thì sao cũng được, đi ra đường phải chỉnh chu lại đẹp trai. Mời bạn nữ. Rồi đi em gái. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Anh Văn ạ. Em sinh năm 96 ạ.
Em đến từ Sóc Trăng ạ. Em là nhân viên văn phòng tại công ty điện tử Asanjo ạ. Công ty ở đâu em? Công ty em ở Bình Tân ạ. Bình Tân, dạ, quê thì ở Sóc Trăng. Dạ. Rồi. Em tên là gì em? Dạ, Nguyễn Thị Anh Văn ạ. Nguyễn Thị Anh Văn. Dạ vâng ạ. Chà, tên dễ nhớ nha. Rồi, dạ. Bạn trai, giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào tất cả các khán giả trường quay, chào anh Quyền Linh. Thì em tên là Tô Lâm Toàn. Em sinh năm 1995. Hiện tại em đang là kỹ thuật viên phần mềm điện thoại. Và em đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Sài Gòn luôn. Quê Sài Gòn luôn á. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, hầu như là em không có điểm mạnh, em chỉ toàn là điểm yếu thôi. Trời ơi. Wow. Dạ. Nhiên tốn rồi, ai cũng phải có điểm mạnh chứ. Dạ. Vậy điểm yếu của mình trước đi. Dạ, em là người nóng tính ạ. Em rất là bướng nữa. Đối với những người thân trong gia đình thì sao cũng được, nhưng đặc biệt với bạn trai em rất là khó tính. Trời ơi, sao tự nhiên mỗi người thì dễ mà với bạn trai là khó tính là tại sao? Tại vì với bạn trai thì sau này em với bạn đó sẽ là ở chung với nhau á, cho nên là không thể nào dễ tính với bạn đó được. À, phải có một cái ưu điểm chứ, đúng không? Dạ, em là thuộc người hoạt bát, em hòa đồng, với lại em là thuộc thể người dễ giao tiếp. Nói chung ai em cũng dễ làm thân được. Rồi, vậy là được rồi. Rồi, mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em. Ưu điểm em là khá hòa đồng trong cái công việc mà có thể là hát đàn và ca. Khuyết điểm? Em có tật xấu ghê lắm. Xấu gì? Ngủ xấu. Ngủ xấu hả? Dạ. Ngủ sao xấu? Lăng ngái to, khi cười nó cũng hơi bị lố. Dường lố. Cười hả em? Thì cười đó, nó bị cười lố. Lố là cười sao? Hay là cười thử đi anh. Đúng rồi, cười thử coi sao. Ủa gì, đâu có gì đâu là lố. Đúng rồi, đâu có lố. Nhưng mà khi mà cái cao độ nó lên cao thì nó rất là lố. Bạn gái có cười lố không? Dạ, cười như con trai anh. Hả? Thử cười, cười, cười sao thử đi. Em cười là người ta quê luôn á. Giống như là em thấy cái vấn đề đó, giống như là nỗi đau của bạn đó, em sẽ cười đến nỗi bạn đó quê, bạn trời đó bỏ đi luôn. Cười lên nỗi đau ta đó hả? Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua tổng cộng là 5 mối tình. Trời ơi. Mới nhất là em có quen một bạn đó cũng lớn em 1 tuổi. Em và bạn đó mới chia tay đây cách đây trước Tết. Mối tình nó sâu đậm không? Gia đình và công việc không hòa hợp được thì tụi em đã không chọn đi chung một con đường nữa. Qua 5 mối tình em rút ra kinh nghiệm tại sao phải chia tay các mối tình đó và cần làm gì để chúng ta có thể tốt cho mối tình sắp tới. Điều tâm đắc nhất mà em nghĩ sau 5 mối tình em rút ra được là không nên nhìn phụ nữ bằng cặp mắt bình thường của đàn ông. Nhưng mà nhìn bằng gì? Mình phải nhìn một cách tinh tế hơn. Ví dụ như mình đã xác định quen họ thì cũng như là mình phải hiểu họ được và hiểu họ cần cái gì vào lúc nào. Ví dụ như không phải là lúc nào mình cũng phải em phải A, B, C, D, B, F gì đó. Không thể nào mà theo mình hoài được. Chứ 5 mối tình em chưa hiểu ai chứ hả? Em hiểu nhưng mà tao không hiểu em. Lạ vậy. Là sao trời? Và nhiều khi họ cần là họ cần cái thời gian dành cho họ nhiều đúng hơn. Đúng rồi, phụ nữ mà cần đàn ông chăm sóc họ, quan tâm đến họ. Em gái mấy mối tình? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Ừ. Là thời sinh viên của em là được gần 2 năm ạ. Sau khi chia tay bạn đó thì em chưa quen được bạn nào là mối tình ạ. Lúc tụi em quen là thời sinh viên. Sau khi ra trường thì mỗi người có một cái công việc và môi trường khác á. Khoảng cách địa lý là xa nữa. Bạn đó bây giờ ở Phú Quốc. Em cũng hay ghen nữa. Cho nên là chia tay là tốt nhất. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em mong người bạn trai của em thứ nhất là cao 1m7. Công việc của bạn ấy phải là một công việc ổn định. Mét mấy? Dạ, 1m7. Da trắng, không để râu, không hút thuốc, không được đầu hói, không được bụng bự. Từ từ em, da trắng, con trai mà da trắng hả? Dạ, đừng có đen quá. Da trắng, không để râu, không hút thuốc, không hói, không bụng bự. Dạ. Em nhiều yêu cầu vậy. Còn gì nữa không? Ở nhà thì sao cũng được, nhưng mà khi ra đường là không được mang dép lào, không được mặc quần sọt, không mặc quần đá banh, không mặc áo thun ba lỗ, đi ra đường phải chỉnh chu, phải đẹp trai. Hèn chi, cô ơi. Chị gái ơi, chị gái. Nhìn mặt cái coi. Em chờ anh ạ. Trời ơi, chào em. Sao mà yêu cầu nhiều quá vậy? Dạ, đó là lý do ế của em ạ. Lý do ế người ta giảm bớt chút đi. Dạ, em có giảm rồi đó anh. Giảm rồi đó hả? Dạ. Thôi giờ hình dung đi, một cái người mẫu của em là như thế nào đi cho nó dễ đi. Dạ. Đẹp trai cỡ Trấn Thành là được rồi anh. Mày cũng trấn. Trấn nước. Dạ nói vậy thôi chứ trai đẹp thì để ngắm thôi, còn trai sống mới là trai của mình. Quan trọng mình yêu thương nhau thôi. Dạ. Cái tiêu chí đưa ra dài quá anh đây, anh cũng sợ phải không? Dạ. Nhưng mà hỏi một điều quan trọng thôi là em ghét nhất cái điều gì ở đàn ông? Lăng nhăng anh. Kiểu như là ga lăng quá, giống như là ngày nào mình bị mất bạn trai không hay á. Chứ danh sách mà đề nghị thấy cũng dài lắm á. Rồi bên kia, mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Dạ thì mẫu người lý tưởng của em thì cô gái đó cao bằng em hoặc là thấp hơn em cũng được. Em mét mấy? Em mét 7 chẳng. Em thì không cần mập quá cũng không cần ốm quá. Cô đó đưa ra cái tiêu chuẩn dài dòng dọc như vậy á. Em cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Tầm 70 tới
80%. Nhưng mà anh có hút thuốc không anh? Thì lúc trước có, bây giờ là đang trong quá trình được gọi là giảm với lại là kiêng luôn. Thường thường em thấy bạn trai hay nói là anh thương em, anh sẽ vì em sẽ bỏ tất cả, nhưng mà cuối cùng quen được rồi cũng hút cái bình thường. Cái đó không có đâu. Như là những gì anh hứa với em có hứa cho vui không? Nếu như mà mình cái gì mình hứa được, mình làm được thì mình mới hứa. Nói chung là con trai thì nói được sẽ làm được, em mong anh như vậy. Mọi người con gái em thích nữa là tóc ngắn xíu cũng không sao, để mắt kính thì càng tốt. Bên kia lấy kiến đeo vô đi. Nhưng mà lỡ em không thích đeo mắt kính thì sao anh? Không sao hết, đó chỉ là mẫu người lý tưởng của đúng mình rồi. Đưa ra thôi. Nhưng mà lỡ em bướng quá, em không nghe lời anh, em hay cãi anh, em hay giận hờn vu vơ thì làm sao? Em bướng thì anh nương. Thiệt không? Thiệt. Trong tình cảm mà một người càng nóng mà người kia nóng hơn thì chắc chắn đổ vỡ. Mà một người nóng, một người lạnh, mà một người làm nguội đi bớt thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Em ít tuổi nhưng mà thường thường suy nghĩ em cũng hay chín chắn á. Thì nhưng mà đôi lúc em cũng hay trẻ con, thì anh có chịu được cái tính đó của em không? Anh thích trẻ con mà. Dễ nói đó nha. Rồi có cần tôi coi mặt giúp không? Dạ có ạ. Bụng hơi bự được không? Dạ chắc để em xem mặt lại. Được. Chừng nào tiến tới hôn nhân được em trai? Trong vòng từ 5 tới 6 năm. Có vậy? Thể sớm hơn. Thì 5, 6 năm là sao? Thì bây giờ em là mới 23 thôi. Trời ơi, bây giờ tới 5, 6 năm nữa mới lấy vợ à, hả? Có thể nó sớm hơn. Công việc đã ổn định hết, có thể sớm hơn vẫn cưới được. Để chị hỏi bạn gái cái em muốn chừng nào lập gia đình? 2, 3 năm nữa cũng được chị, không sao. Bên đây 2, 3 năm thì nghe được rồi. Chứ 5, 6 năm nó xa lắm, còn xa đúng lắm rồi. Em có làm dâu không? Làm dâu được. Em ở, á. Em thì ở rể. Ta hỏi là mai mốt lấy vợ về á, có vợ có cần phải làm dâu mẹ mình, gia đình mình không? Bạn ấy muốn em ở rể, em vẫn ở rể bình thường. Không bắt buộc bạn đó phải làm dâu. Thấy cặp thì cũng hợp lý đó. Ông này cũng sức dầu thơm thơm thức luôn vậy đó. Con trai bây giờ điệu hơn con gái nữa thiệt tình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em trai đi với ai? Em đi với cháu em. Chào cháu. Dạ chào cô và dạ, chú Quyền Linh. Chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Lâm Mục Ngân, là cháu của cậu Ti. Rồi. Này cháu thấy hai cô chú trên này sao? Dạ cũng được. Có cái một cái tật lạ là cậu em thích hát vào 12 giờ đêm á. Ý là hát vui vơ hay là sao? Dạ không. Có khi mà đang ngủ giật mình luôn á. Hát mình dạ đúng rồi. Mà hát lớn hay là hát có micro hay là hát không hay là... Dạ hát hát đàn đó cô. Vừa đàn vừa hát? Dạ đúng. Ngồi rồi. Ngồi một mình? Dạ đúng. Có rồi. Có bị tự kỷ không em? Dạ không. Bây giờ đó mới thả hồn theo âm nhạc. Dạ. Mong là hai người thành đôi. Con thấy cậu con hát con nghe con thích không? Dạ cậu con hát cũng được. Khuya 12 giờ con hát thấy con thấy thích không? Giật mình. Chỉ có vợ cậu con còn nghe được chứ hàng xóm ta cũng không chịu đâu. Cảm ơn con. À, hôm nay con gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. Kính thưa mà cô Cát Tường với chú Huyền Linh, tôi là mẹ của anh Văn. Thấy bạn thì cũng được. Quyết định của con à, má cái gì cũng được mà. Nhưng mà má thấy thì má ưng không? Má dò má thấy giá thì sao mà nghe nói mà nửa đêm lên ca má cũng hết hồn. Má sợ rồi ha. Má thấy sợ rồi. Lâu lâu hát một lần nghe cũng vui mà. Lâu lâu hát một lần thì nghe vui rồi mà hát hoài người ta sợ. Bây giờ đầu tiên á, mở rào ra đó, em sẽ thể hiện cái tài năng tài lẻ của mình cho cô ấy nghe. Dạ. Cho cô ấy thấy ha. Dạ. Để gây cảm tình với cô ấy được không? Dạ được. Rồi rồi kéo rào. Thì chào anh, tên là Toàn. Dạ em tên là anh Văn. Anh cũng có chút tài lẻ thì anh biết sao thì có thể hát tặng em bài và dạ, tất cả các khán giả tại trường quay. Rồi đây có sẵn đàn cho em luôn. Dạ. Hay là anh đàn em hát có được không? Em hát bài Duyên Phận có được không? Cái bài Duyên Phận đó thì anh chưa có biết trước. Ừ. Thì em cứ hát thì cái nào anh hát theo được anh hát theo hộ em. Ok anh. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Không biết rồi, anh hát đi, vậy anh hát đi. Rồi, người hát một dòng nhạc mà một người đàn một kiểu nhạc. Coi như đây là 12 giờ đêm đi em. Em là ai giữa cuộc đời này?
Em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngậm ngừng, khi đôi tim dùng tình yêu đường. Đừng ai chỉ vì từ bấy lâu, lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng ngày mưa mai sau, dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mắn bao lỗi lầm. Đừng mai sau mình ra nua, thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi che cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm mềm. Khi em yêu lòng, khi em môi mềm, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Baby, baby, do you wanna marry me? Baby, baby, do you wanna marry me? Baby, baby, do you wanna marry me? Rồi, yeah. Rồi, đưa đây, đưa đây. Đó, bây giờ mình tặng quà gì tài lẻ của mình, làm bánh gì đó tặng cho em gái đi. Ủa, bánh làm luôn đó hả? Hay quá. Đây đây, có tặng em bánh anh Châu. Dạ em cảm ơn. Rồi, tâm sự đi hai bạn, cảm nhận về nhau đi. Trong lần đầu tiên gặp mặt mình thấy như thế nào? Anh nói trước đi. Cái tiêu chí của em đề ra thì anh không có được khoảng 100%. Nhưng mà nếu như mà có cơ hội được đi với nhau xa thì anh có thể hoàn thiện mình theo từng ngày. Dạ vâng, nhưng mà em hay ghen lắm. Nhìn gái đẹp thì bình thường, em cũng nhìn gái đẹp, anh cũng nhìn gái đẹp. Nhưng mà quan trọng là người đẹp trong lòng của mình nhất là vẫn phải là hai đứa mình. Không ai có quyền cấm mình phải nhìn hết. Nhưng mà quan trọng là đừng có đi xa quá với cái vấn đề là nhìn thôi. Nếu như mà có nói chuyện thì cũng nói chuyện xã giao thôi. Ví dụ như tính chất công việc của em hay nóng tính. Với lại em mà bực chuyện trong công ty là em hay dồn chút hết vào người yêu của em. Thì anh có thấy là khó chịu không? Anh có thể làm em bớt được cái sự nóng tính đó thì anh sẵn sàng. Em hay giận vu vơ lắm. Lỗi không phải là của anh nhưng mà em cũng giận anh thì sao? Quan trọng là hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau. Tính em là anh mà sai là em không bao giờ cho anh giải thích. Thì không giải thích được ngày hôm nay thì qua ngày hôm sau mình giải thích. Không có cơ hội để giải thích. Sai là không có giải thích. Nếu như sai mà không có giải thích thì chia tay. Đúng rồi, sai là chỉ có chia tay chứ không có giải thích. Vậy ế đó. Kỳ vậy. Như sai nhưng mà mình phải cho người ta cơ hội để giải thích và cơ hội để sửa sai. Đúng rồi. Tại vì trước khi sai thì tại sao mình không thể chia sẻ với nhau trước khi cái vấn đề đã xảy ra? Trời ơi, con mà người để sai mà em rồi mới được. Mà không sai được. Ví dụ bây giờ mình chưa về chung nhà thì làm sao mình giải thích được với nhau liền được? Thì công việc của anh nó đang có một cái vấn đề, ví dụ như em đang nhắn tin, bạn đó nói chuyện bình thường đi. Mà ngay lúc đó anh đang làm kỹ thuật phần mềm thì khi lúc đó khách vô đông quá anh không thể trả lời tin nhắn em được. Và cũng không thể giải thích cho em được là không lẽ tại lúc đó khách đông anh không có nhắn tin cho em được. Thì ví dụ như lúc đó em không cho anh thời gian giải thích thì làm sao em biết được là anh đang trong tình trạng như thế nào? Em là người của công việc, em bận tới nó mà không trả lời bạn trai được. Cái đó em hiểu được vấn đề đó, nhưng mà ý em đang nói đây giống như là tại sao trước khi anh chở một cô gái đó anh không nói với em là hôm nay anh đi với cô gái đó như thế nào. Em mà thấy rồi thì thôi, kiểu như là sai là sai, không có giải thích. Vậy thì phải nói vô cái chủ đề ghen. Cái trong cuộc sống anh nói không được sai. Trời ơi, một ngày tôi sai 80 lần luôn. Ghen dữ lắm đó. Chịu nổi không? Dạ cực kỳ ghen. Phụ nữ mà ghen thì bình thường, ghen dữ lắm thì mình cho một tí nước lạnh vô là nó hết ghen thôi. Giờ em thích kiểu người lãng mạn thì sao? Cái đó lạnh dư rồi. Công việc của em á, nhiều khi em hay đi nhậu với lại sếp nè, với lại mấy anh đồng nghiệp nè. Thì nếu như mà trong trường hợp đó là vì công việc và nói chung là không có gì là quá cái giới hạn thôi thì cứ nhắn tin cho anh trước, nhưng mà đừng có gì trong cái cuộc nhậu, đừng có gì là làm quá lên thôi. Đâu có gì, là đi nhậu lỡ say thì lỡ nắm tay nắm chân thôi chứ có gì đâu mà. Cái đó sao lỡ được, cái đó thì say mình đâu có kiềm chế được bản thân đâu mà. Say không được giải thích. Say là không được giải thích. Say là không được giải thích đó. Chính xác. Thì được cái anh không biết nhậu. Anh không biết nhậu hả? Anh không biết nhậu. Anh em của em là ai? Nói chung là khi về làm kể nhà em đều phải biết nhậu. Mà từ từ quê em Sóc Trăng là nhậu mạnh lắm. Mẹ anh quê cũng Sóc Trăng. Ồ vậy hả? Vậy nhưng mà nếu như lỡ mình có đi đến hôn nhân thì anh sẽ làm gì để giúp cho cái gia đình của mình nó được tốt hơn? Một cái gia đình mà tốt là phải tốt từ gốc trước. Cả hai đều tốt và đều yêu thương nhau. Nghĩ về một ngôi nhà thì chắc chắn gia đình nó sẽ hạnh phúc. Nếu đã xác định từ nhau, cùng nhau đi từ đầu thì nên cùng nhau xây từng viên gạch. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói cảm nhận của mình. Khi mà mở cánh cửa ra, anh nhìn gặp được em thì anh cũng hơi run một tí. Cái mẫu người đàn ông của em thì nó hơi cao hơn với anh tí. Nhưng mà đối với anh thì chỉ cần em gật đầu là cái gì anh cũng chịu. Dạ, nếu mình chịu đựng được nhau, nếu mình cùng nhau vượt qua thì sẽ là ổn thỏa thôi, đúng không? Anh thấy thế này, cuộc nói chuyện bây giờ cũng khá căng thẳng ha. Em gái nên bớt cái khó tính mình lại chút xíu. Chàng trai bên đây á, năng động, cũng nhanh nhạy, biết chịu đựng được hay không cái khó đó. Quan trọng mỗi người sẽ dìm bớt cái cá nhân, cá tính mình lại chút xíu thì mới ổn nha.
Bây giờ chúng ta phải nhắm mắt lại, kiểm tra lại một lần nữa. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn nha. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn, như những gì anh Quỳnh Linh đã vừa mới nói. Không thích không sao cả. 1 2 3 Bên ngoài thì rất là xứng đôi đó, nhưng mà phải bớt cái tôi mình xuống một chút xíu. Lạc mềm buộc chặt, nhẹ nhàng mới giữ được chồng. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Điểm yếu thì nhút nhát. Em nghĩ là em cũng hơi nhát. Hồi xưa giờ mình có được hôn chưa? Chưa bạn gái rồi. Trời ơi, em rất là thích chị, và em nghĩ là nếu mà ba em thấy chị thì ba em cũng rất là thích. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu cho bạn bên kia nghe luôn nha. Em tên Ngô Thanh Phong, năm nay em 25 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, thiết kế lập trình website. Bạn quê đâu? Dạ em quê ở Bến Tre. Bến Tre. Quê gốc ở Bến Tre, nhưng mà hiện tại quê nhà em á thì ở Đắk Nông. Tức là quê Bến Tre nhưng giờ cả nhà mình sống ở Đắk Nông. Dạ đúng rồi. Bạn làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Rồi mời bạn. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Hương Linh ạ. Chào mọi người. Dạ em tên là Ngọc Ánh, nay em 24 tuổi. Em ở Tiền Giang ạ. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên tư vấn ghi danh ở trường ngoại ngữ á chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh thì có thể là nấu ăn được, còn điểm yếu thì hay nhút nhát. Rồi mời bạn trai. Em nghĩ là em cũng hơi nhát. Nhát luôn hả? Rồi dạ, hai người cùng nhát. Khi mà quý vị làm quen bạn gái thì em không biết nói gì. Nhắn tin là hầu như là em chỉ hỏi qua lo hỏi thăm vậy thôi, chứ em không biết kể chuyện vui cho mấy bạn gì. Mình nhút nhát vậy rồi mình trải qua được mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa. Lúc mà thời gian đi học á thì em thường để ý mấy bạn lớp phó học tập hay là lớp trưởng. Mấy bạn đó vừa xinh mà vừa học giỏi. Còn mình thì mình học dở, mình không có đeo đuổi được. Thế đó giờ bạn đeo đuổi không? Chưa có mối tình nào thực sự hết. Dạ đúng rồi. Còn trong trắng. Trong trắng thơ ngay. Chúc mừng bạn. Em thì có để ý một anh là lúc mà đi học sinh viên á thì có thích một anh đó, nhưng mà do tại em nhát quá cho nên em không có thổ lộ cho người ta biết á. Cái anh đó có bạn gái là anh không biết. Đúng rồi. Sao giống bên kia quá vậy? Rồi còn mối tình nào nữa không? Dạ không, chỉ có một. Cũng một mối tình vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là cũng chưa có mối tình nào chính thức. Đúng rồi. Vậy hôm nay là mình quyết định chính thức nha. Quyết tâm nha. Hồi xưa giờ mình có được hôn chưa? Chưa. Dạ chưa. Trời ơi, có chưa? Thời quá. Chưa. Chưa luôn. Chưa. Chưa là cái rồi. Trời ơi. Hay quá. Hay đó. Ấy là có chuyện mình vui rồi đó. Khi mình hôn bạn gái mình thương yêu á, mình cảm giác sao? Thử cảm giác thử coi. Cái này không nghĩ ra được. Không nghĩ ra hả? Trời ơi, một người 24 tuổi, một người 25 tuổi chưa hôn lần nào. Mình có kiểm tra giới tính mình chưa? Này em nghĩ là chắc chắn là em là nam mà. Chắc chắn là nam rồi. Có khi nào đọc sách về tình yêu để tìm hiểu này kia không? À thật ra thì em đọc sách về chuyên ngành của anh Dương, không có khi nào đọc sách tình yêu. Thấy chưa? Không phải là đọc sách tình yêu tìm hiểu để mình chinh phục đối phương thế nào chứ. Chị vẫn thắc mắc là trước giờ mình cũng duyên dáng vậy mà sao không ai đeo đuổi mình? Dạ, thật ra là có một số anh thích nhưng mà em không có thích á. Sao vậy? Cái tiêu chuẩn em cao quá hay sao? Dạ chắc cũng tại một phần là em hay khó tính trong việc chọn bạn trai. Rồi em đặt ra cái chuẩn, cái mẫu người bạn trai em cần tìm là như thế nào? Em thích bạn nam của em cao, ngoại hình thì mũm mĩm dễ thương. Mũm mĩm hả? Có mũm mĩm không? Bên đây cũng hơi mũm mĩm. Rồi gì nữa mà em? Không hơi. Là em hơi hói chút. Hơi hói được không bạn? Hói nhiêu phần trăm? 20%. Hói cũng 20-30% để tôi qua hỏi cô này có vụ hói nữa kìa. Anh, dạ. Chào em. Mỗi lần nghe hói là anh khó chịu à. Má hói mắc mới dựng hết. Mấy người hói là thông minh lắm á. Mấy người hói là người ta dễ thương lắm. Mấy người hói chung thủy lắm. Mấy người hói nói chung là sâu sắc lắm. Đâu vậy cái thông tin hói chung thủy với sâu sắc ở đâu ra vậy? Tự anh nói. Có gì nữa không em? Nói luôn cho anh Linh kiểm tra nha. Đẹp trai. Đẹp trai, có đẹp trai. Khói đẹp trai lắm hả? Đẹp trai cỡ ai em nói đi. Em có hình tượng nào không? Đẹp trai cỡ Linh. Cỡ anh hả? Trời ơi. Vậy là mình cũng đẹp trai hả? Cảm ơn em nha. Giờ anh mới biết. Đó là thấy bạn nó chủ động là quan tâm mình hơn. À rồi, cái này bạn này chưa có đâu. Anh sẽ đốc thúc cái chuyện đó chưa? Rồi, cảm ơn em, dễ thương quá. Chị với anh Quyền Linh đây là hỗ trợ hai bạn. Quen được thôi. Trời bên kia rù rì cái gì vậy? Dạ càng dễ thương em càng không. Ông nói lớn lớn lên xíu coi, nói gì mà rù rì không nghe được cái gì hết.
Dạ. Bên kia dễ thương lắm, em cảm nhận sao anh nói vậy đó? Dạ em cảm thấy dễ thương là em thấy tự ti rồi đó. Tự tin rồi đúng không? Tự ti à, tự ti hay sao tự ti? Tại vì xinh quá thì em không theo đuổi được. Trời đất ơi, trời ơi, gì mà gì phải tự tin lên chứ. Có anh bên cạnh có gì anh lo cho đây nè. Dạ. Bình tĩnh tí à, tướng tá cao ráo đẹp trai đúng rồi, lỗ tai này rất tốt, mai mốt rất giàu. Hơi nói chút thôi, đâu có hói đâu anh Linh, cứ dùi dập nhỏ hoài quay quay quay. Dạ, không có hói được. Có hói chút, hói thì mình nói hói đi. Anh đang nói kìa. Hả? Cái này người ta bạn anh à, không có hói. Người ta khen anh đẹp trai, có nghĩa là bên đây cũng đẹp trai. À vậy nó đẹp trai hơn tôi. Rồi, dạ. À bây giờ em có cái gì không thích ở người bạn gái không? Thật ra thì em thích mấy người gọi là đơn giản, truyền thống, người của xã hội quá, em không thích lắm. Hỏi ý là em không thích chị đó, ngắn gọn gì để cho nó dễ hiểu. Được rồi. Đẹp trai, cao to, được. Nói gì hồi mở lên ta thấy hói người ta la tôi nữa. Nữa. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi cô gái bên kia thế nào nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với em ruột em. Em ruột hả? Đó, em gái ruột ta dễ thương vậy đó. Trời, biết anh ta dễ thương thế nào. Chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. À. Và em chào chú Quyền Linh. Dạ, chú chào em. À, dạ em chào chị Ánh ạ. À. Trước tiên em gặp chị Ánh thì em cảm thấy rất là ấn tượng. Thứ nhất là em ấn tượng vì chị Ánh rất là xinh, chị Ánh rất là dễ thương. Và ấn tượng thứ hai của em dành cho chị Ánh đó là chị Ánh là người Tiền Giang. Thật sự thì cái gốc của ba em là người Tiền Giang, cho nên là ba em rất thích những cái người con gái ở miền Tây, ở Tiền Giang, ở Bến Tre, đại khái vậy. Tại vì đó là những cái người mà khá là truyền thống, cho nên là em rất là thích chị. Và em nghĩ là nếu mà ba em thấy chị thì ba em cũng rất là thích. Hôm trước khi đi thì ba em có nói là khi nào phát sóng để ba em đón, ba em xem. À, và anh hai em thì em xin phép được thanh minh giúp anh hai em là thật ra anh hai em không có hói đâu, anh hai em chỉ là trán hơi cao. Với lại là trước khi đi gặp chị Ánh thì anh hai em chuẩn bị rất là kỹ. Anh hai em đi làm xong là cắt tóc liền. Cái bó hoa mà chuẩn bị lát nữa chị Ánh sẽ được nhận, đó là cái bó hoa mà anh hai em tự làm. Anh hai em không muốn tự mua để thể hiện cái thành ý của anh hai em đó. Con gái dễ thương quá chừng à. Nay làm gì ba người mặc quần áo giống nhau vậy? Dạ, thật ra thì ba tụi em mặc đồ giống nhau vì lý do là được gọi là bầy em gái đi theo, cho nên là tụi em rất là chỉnh chu. Trời ơi, thấy quan trọng ghê chưa, lo cho anh hai anh hả? Trai thì đi cắt tóc ha, ba cô em gái đi theo chỉnh chu đồng phục luôn. Cảm ơn em nha. Bên kia đi với ai vậy? Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. À. Em chào em. Chú Quyền Linh. Dạ chú chào em. Em chơi với chị Ánh cũng khá lâu rồi nên em cũng hiểu rõ cái tính của chị. Chị cũng khá hiền. Những cái đặc điểm mà những cái khuyết điểm mà anh nói á, như là hói hay là hiền anh nhút nhát á, thì cái đó không sao đâu. Chỉ nói như vậy thôi. Em nghĩ là anh chị nên cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu. Mình thấy là cặp đôi này thích ứng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 90% ạ. Con số em. Con số quá cao ha. Thôi kéo màn. Kéo màn lên. Không gian này là của các bạn. Xin mời. Anh có hả? Chị không được đón nữa. Dạ cảm ơn em ạ. Hát bài tặng bạn nữ cho nó không khí đi. Bắt đầu. Anh gặp em giữa trời đông bốn giá, mắt ta nhìn từ đã quen từ lâu. Em cười tươi như màn trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cánh ra muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Thấy em có cười rất tươi không? Hiểu không? Hiểu. Hiểu. Rồi cảm nhận thế nào? À, anh thấy em nói chuyện rất là dễ thương, hay dịu dàng. Xinh như xinh. Hả? Tại vì em run quá cho nên là không có nhớ được gì. Mình cứ nói những cái gì mình suy nghĩ thôi các bạn, không cần nhớ gì hết á. Tại vì mình cái gì mình chậm hết ứng lắm. Mình cũng hay nói chuyện cũng dở nữa. Cho nếu mà để thông cảm được cho mình thì mình nhất định sẽ nói chung thủy. Nếu mà nhắn tin thì mình nhắn tin rất là dở. Còn nếu mà gặp hay là nói chuyện điện thoại thì mình dễ nói chuyện hơn. Không có cần nhắn nhiều, chỉ cần nói là anh yêu em, anh yêu em, nhắn hoài tràn ngập luôn. Có gì đâu. Mình muốn là cái mối tình giữa anh với em nó sẽ bắt đầu từ từ, từ bạn bè. Rồi nói chuyện nó rất là tự nhiên, rồi từ từ tình cảm nó sẽ nảy sinh lúc nào mình không hay luôn. Rồi lúc đó là mình thân nhau, rất là thân, rồi lúc đó chuyện mà cưới nó cũng rất là dễ dàng. Chứ không phải là vù dập như những cái cuộc tình mà người giống như cuộc tình khác. Ra lúc nãy nói không thích hói, nhưng mà mình anh thì cũng không có hói lắm. Em thấy anh có vẻ là hơi chững chạc xíu, cũng dễ thương.
Thấy có hợp với mình không? Cũng hợp. Cũng hợp. Em có mong muốn ảnh làm gì cho mình không? Sau này thì anh nếu cần có sự quan tâm, chăm sóc nhiều thì anh sẽ cố gắng, mặc dù anh cũng hơi vụng về, nhưng mà anh nghĩ là quen từ từ rồi anh sẽ tập làm quen, rồi anh sẽ tự mình rèn luyện mình. Với một người xinh đẹp thế này thì anh nghĩ rằng là em sẽ tập trung hết sức mình để chăm sóc ha, không có vụng về nữa đâu. Bạn gái thích một người bạn trai chủ động thì em định sắp xếp tổ chức một cái buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai bạn là như thế nào? Em anh sẽ mời em đi uống nước để mà mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Lúc đó anh sẽ quan tâm em giống như là một người bạn, hay là một có thể là một người anh trai hay một gì kỳ vậy? Không, đại khái là em muốn bắt đầu từ đầu tình bạn nó từ từ đi lên, nó sẽ tự nhiên thoải mái mà. Bấm nút này là đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Dạ. Chứ không phải là anh trai em gái hay là bạn bè. Dạ. Em chỉ sợ là quá cho bạn nữ thôi, tại vì em thấy là con trai thì nói chung là cũng hay quá lố một xí, còn em thì em thích là em thích cái tự nhiên nó nhẹ nhàng, cho tạo cho các bạn nữ cảm giác nhẹ nhàng thôi, bình thường thôi, chứ không cần quá phô trương rồi dễ làm cho bạn nữ sợ như những cái lần mà em quen trước đó. Thì thật sự là anh cũng muốn tiến tới lâu dài, anh chỉ sợ là anh không có mang lại hạnh phúc cho em thôi. Nếu mà có quen được em thì anh quá hạnh phúc. Thì anh phải quyết tâm đem lại hạnh phúc cho em chứ sao mà anh sợ anh không mang được hạnh phúc cho em. Nào bây giờ tôi bạn tạo điều kiện thế này trai, ha, để chúng ta dạng. Cảm nhận gần gũi nhau hơn nữa. Đứng lên bàn. Dạ. Nào chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận. Đấy, nắm tay. Rồi dạ. Nhắm mắt lại. Mạnh mẽ lên. Nào bắt đầu. Quyết tâm. Anh quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em là gái này. Anh đợi tí nữa bà. Sao ba đến đếm nha. Về vị trí ngồi. Ngồi đây đi bạn. Phải mạnh mẽ trong tình yêu ha. Dạ. Cố gắng lên em gái á. Em phải nói nhiều với anh trai nữa. Anh nghĩ rằng em gái của em rất thông minh, rất là năng động đấy. Nhớ nha hai bạn, suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đã có vài phút để trò chuyện với nhau. Mặc dù chưa có phải là tìm hiểu cái gì sâu sắc, nhưng cũng đủ để chúng ta kiểm tra lại xem cái cảm xúc của mình. Các bạn đang đối diện với người thân, ba mẹ, ông bà, hàng xóm và hàng triệu khán giả. Trái tim chúng ta không cùng chung nhịp đập, không có cảm xúc, chúng ta không nên bấm. Để cho nhiều người có điều kiện hơn bấm. Còn nếu cảm giác một nửa đó có thể thuộc về mình, hãy bấm các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Tại sao bạn gái không bấm? Em thấy là em có thể là em gái của anh. Có thể chưa cảm nhận được một nơi để có thể là có bờ vai bướm chải để mình đúng không em? Anh cảm nhận đây là một chàng trai rất tốt em. Nếu như anh là em, anh sẽ bấm đấy. Một chàng trai rất là thông minh, nhưng mà có thể anh hơi nhát và chưa biết cách để chia sẻ thôi, không có thể hiện được cái điều mà anh đang nghĩ. Hồi nãy có lẽ do em nói cái chuyện bạn em gái này kia đó, tại em đề nghị á, muốn làm em anh trai thì người ta mới nhận làm em gái đó, không có quyết tâm. Tiếc quá, một cặp đôi rất là đẹp. Thôi vậy thì chúng ta hãy để nút bấm đó cho nhiều người, hàng triệu người đang xem chúng ta. Có đôi khi họ sẽ bấm cho em trai, có đôi khi họ sẽ bấm cho em gái. Chúc chúng ta có một nửa yêu thương một ngày gần nhất các bạn nha.